Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Ngọc Dầu, tên khai sinh là Phong Thị Ngọc Dầu, sinh ngày 13 tháng 7 năm 1945, là một nghệ sĩ nhân dân Việt Nam. Bà lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở Thủ Thiêm nay là quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Ký ức tuổi thơ của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu là những chuỗi ngày bần hàn, cơ cực nhưng Ngọc Dầu lại rất mê ca hát. Ngoài giờ học, những lúc rảnh rỗi bà thường học hát qua đài. Rồi bà vừa học vừa làm thuê trong gánh hát Kim Phụng. Tại đây, bà được học mua ươm tơ, mua cấy lúa, được làm tỷ nữ trên sân khấu. Nhờ có giọng hát trời phú nên tuồng hát nào bà cũng được tham gia hát một câu vọng cổ hoặc những vai diễn có sự xuất hiện rất ít trên sân khấu. Ở đoàn hát Kim Phụng được một thời gian. Ngọc Dậu cùng anh trai được giới thiệu vào đoàn Sơn Đông Mãi Võ. Một năm sau, lúc đó bà 12 tuổi, bà được nhận vào gánh hát Mai Lan Phương Ngọc Triều và chỉ làm tì nữ, rồi ngâm thơ hậu trường. Đến khi về đoàn Ngọc Kiều của Hoàng Kinh Ngọc Đáng Năm bà tròn 13 tuổi thì được đóng những vai đào nhì, sau 2 tháng được nâng lên đảo chính. Một lần cùng đoàn đi diễn ở Quảng Ngãi, đoàn Ngọc Kiều diễn vở đôi mắt giai nhân. Trong số khán giả đến xem đêm diễn ấy có bà bầu của đoàn Kim Trưởng nên bà đã được mời về làm diễn viên của đoàn Kim Trưởng. Sau hơn một năm cùng đoàn đi lưu diễn khắp các tỉnh từ miền Trung đến miền Tây. Năm 1958, về đến Sài Gòn, Ngọc Dầu được chủ dạp hát hương đạo mời dự lễ khai trương, đồng thời tham gia vai đào chính trong vở hai cánh én đầu xuân, đóng cặp cùng nam diễn viên tài danh Minh Trí. Sau lần diễn đó, nghệ sĩ Minh Trí đã đưa bà đi giới thiệu với các hãng băng đĩa ở Sài Gòn. Chủ hãng châu Á, một hãng đĩa lớn ở Sài Gòn, sau khi nghe cô bé 14 tuổi ngâm thơ và hát thử đã ký hợp đồng dài hạn, nghệ sĩ Cải Lương dạo cội lần đầu kể chuyện kết hôn với người đàn ông hơn mình 32 tuổi và không có tình yêu. Nỗi đau càng lớn hơn khi con gái của bà lại qua đời khi mới học lớp 7. Ngọc Dầu tên đầy đủ là Phong Thị Ngọc Dầu. Bà là con gái út trong một gia đình có 7 người tại vùng ven Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bà kể gia đình nghèo khó, túng quẫn đến mức phải tìm ngọn, lá cây, ăn lót dạ qua ngày. Cũng vì nghèo mà bà được ba mẹ đặt cho cái tên mang ý nghĩa kim tiền ngọc giàu. Không chịu thua cái nghèo, Ngọc giàu cho biết đã miệt mài đi bộ 3 km hàng ngày để xin học chữ tại một nhà thờ. Nhiều khi tôi gục giữa đường, phải ăn tạm nắm cơm bỏ thừa của bạn đồng lứa vì đói. Ngất lên ngã xuống nhưng tôi không nản lòng vì phải biết chữ mới ca được, bà nhớ lại. Trời không phụ lòng, Ngọc Dâu chính thức bước vào nghệ thuật khi chỉ mới 10 tuổi. 4 năm sau, bà khiến cả miền Nam rưng rưng khóc cùng mình với áo tình đắp mộ người yêu một tác phẩm được soạn giả Viễn Châu dành riêng cho bà. Từ đó Bà bước lên đài danh vọng khi trở thành nghệ sĩ trẻ trúng hợp đồng trị giá 50.000 đồng. Ngọc Giàu nói vui, ngày ấy 1.000 rưỡi là được một lượng vàng rồi. Công nhận ngày đó tôi xuất sắc. Với chuyện tình yêu, Ngọc Giàu tự nhận rất sòng phẳng. Khi đang là cái tên ăn khách bậc nhất Sài Gòn, nữ nghệ sĩ bất ngờ kết hôn khi vừa tròn 17 tuổi. Những nghệ sĩ 72 tuổi kể, đang đi hát tự nhiên ba kêu về lấy chồng rồi định ngày cưới luôn chứ tôi có biết yêu là gì đâu. Bà cho biết mình bị gả đi vì để trả ơn giúp đỡ của nhà người ta dành cho gia đình mình. Vì lễ giáo, Ngọc Giàu chỉ biết quệt nước mắt rồi ngậm ngùi làm vợ người chồng hơn mình 32 tuổi với một đám cưới dài 3 ngày. Bà nhớ ngày trên xe hoa, mình ngồi thụp xuống gầm xe vì xấu hổ. Trong khi bà mới 17 tuổi thì chồng tới 49 tuổi. Nghệ sĩ Ngọc dầu kể, "Cưới rồi mà tôi chẳng có cảm giác gì hết, có yêu đâu mà kêu là vợ chồng, kể từ cái chết của con, nghệ sĩ Ngọc dầu bỏ hát và thường đi lang thang từ chiều tối đến hừng sáng suốt năm tháng trời. Người mẹ ấy đi nhặt những mảnh đời trong bóng tối để chiêm nghiệm sự vô thường của cuộc sống. Con gái dạy tôi hiểu chuyện hơn ngày xưa gấp 100 lần. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, ngọc dầu vẫn được nhiều người đàn ông săn đón theo đuổi nữ nghệ sĩ tự hào kể nhiều ông là bác sĩ kỹ sư còn trèo lên hái mận tặng tôi như thường thế nhưng bà đã phải lòng người đàn ông sư bắc kém mình nhiều tuổi họ gặp nhau mỗi lúc nghệ sĩ ngọc dầu đi thăm mộ con lần nào cũng thế ông cứ theo bà để xin được giúp rửa mộ cho con gái lăng thầm và bền bỉ cuối cùng ông chiếm trọn vẹn trái tim của bà. Ngoài oam thay, khi mình thương rồi thì ông trốn mất, Ngọc Giàu sẽ hé lộ cuộc hôn nhân thứ hai của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.